Ngọc Hương xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Trò chuyện cùng chuyên gia. Chúng tôi đã mời đến trường quay tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường, Chủ tịch Hội Can thiệp Thần kinh Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Bệnh viện Đột quỵ Tim mạch Cần Thơ SIS. Dạ, xin được kính chào bác sĩ Cường và cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ạ. Xin chào Ngọc Hương, kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, giờ đây cho phép Ngọc Hương được bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Bởi vì khi mà nói đến tăng huyết áp và tiểu đường thì nhiều người nói là hai căn bệnh này lúc nào cũng song hành với nhau á. Đã tăng huyết áp thì hay tiểu đường và ngược lại, hay tiểu đường tăng huyết áp. Và hai cái bệnh này thì lại dẫn đến một cái căn bệnh nặng nề hơn, đó chính là đột quỵ. Thì không biết là tại sao ba bệnh này lại có mối liên quan mật thiết như vậy thưa bác sĩ? Kính chào quý khán giả, chào Ngọc Hương. Thì quả đúng là như thế, nghĩa là ba cái căn bệnh này nó liên quan rất là mật thiết với nhau, và chúng ta khó lòng mà diễn giải cái nào có trước cái nào có sau. Nhưng mà cái hậu quả đáng sợ nhất cuối cùng của hai căn bệnh mà huyết áp và tiểu đường đó, thì đó chính là cái đột quỵ. Nghĩa là đột quỵ là cái hậu quả cuối cùng dẫn đến cho bệnh nhân tử vong. Chứ cái lúc mà bệnh nhân bị tiểu đường, hoặc là lúc bệnh nhân đang bị tăng huyết áp, hoặc là đang điều trị hai cái bệnh đó đó, thì người ta có những cái lơ là, có những cái không quan tâm. Nhưng mà khi đến cái mốc cuối cùng đó là khi hậu quả của hai căn bệnh đó đều có thể dẫn đến đột quỵ hết. Và nếu như mà một người có cái tiền căn riêng lẻ một bệnh tiểu đường thôi, thì sau một thời gian bệnh tiểu đường có thể dẫn đến bệnh nhân kèm theo tăng huyết áp. Và khi đã cộng hưởng hai cái bệnh đó rồi, nghĩa là vừa tiểu đường vừa tăng huyết áp, thì cái nguy cơ đột quỵ của bệnh nhân sẽ rất là cao. Và tại sao như thế? Chúng ta có một cái lý giải trong ngành y là như thế này. Đối với cái bệnh tiểu đường đó thì liên quan rất nhiều đến cái vấn đề chuyển hóa trong cơ thể. Chuyển hóa có nghĩa là cái vấn đề chúng ta đưa cái thực phẩm vào, đồ ăn vào, thì cơ thể chúng ta sẽ phân hủy nó ra rồi trở thành những chất dinh dưỡng. Dùng thức ăn đưa vào nhiều quá mà cái lượng tiêu hao vận động của chúng ta ít quá, thì nó sẽ để lại một cái năng lượng dư thừa trong cơ thể chúng ta. Và nếu như thừa càng nhiều, tích tụ càng lớn, thì nó sẽ trở thành cái tình trạng là gì? Cơ thể chúng ta sẽ thừa cân béo phì, tăng mỡ máu, rồi sau đó là đường huyết tăng cao lên, do cái cơ thể chúng ta không phân hủy được cái lượng đường dư thừa. Và cái lượng đường này nó sẽ lắng động vào tất cả những cơ quan trong cơ thể chúng ta, mà một trong những cơ quan nguy hiểm nhất đó là nó sẽ tạo thành lắng động trên cái thành mạch máu. Nó sẽ tạo thành những cái mảng xơ vữa, và những mảng xơ vữa này nó sẽ dễ hình thành cục máu đông. Và cục máu đông nó sẽ gây tắc mạch tại chỗ, hoặc là nó sẽ làm mạch máu tại chỗ đó dễ bị vỡ ra, dễ bị tạo cục máu đông. Và nếu cục máu đông này nó bong tróc, nó trôi lên trên não thì nó gây tắc mạch máu não. Và nó trôi vào mạch máu tim hay động mạch vành, hoặc là nó hình thành tại động mạch vành đó, thì nó sẽ gây tắc động mạch vành, nó gây lên tình trạng là nhồi máu cơ tim cấp. Và cái bệnh thứ hai, nếu chúng ta kèm theo cái bệnh đó nữa, thì cái nguy cơ của chúng ta sẽ nhân đôi lên, đó là bệnh tăng huyết áp. Thì đối với cái bệnh tăng huyết áp thì chúng ta cũng đã nghe rất nhiều những cái thông tin về bệnh tăng huyết áp rồi. Thì một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu của tăng huyết áp đó chính là bệnh nhân lớn tuổi. Có nghĩa là trong cộng đồng chúng ta, những người từ 50 tuổi trở lên thì cái nguy cơ tăng huyết áp là đã bắt đầu nhân đôi. Trong một cái dân số mà từ 70 tuổi trở lên đó, thì thậm chí là gì, chúng ta đo huyết áp cho 100 người trên 70 tuổi thì có thể là cũng tương đương 60-70% là những người trên 70 tuổi là có tăng huyết áp mà không hề hay biết. Cho đến một ngày là gì, cái trường hợp tăng huyết áp mà đột biến đó, từ 180-200mm thủy ngân, thì có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ xuất huyết não. Và nếu như tình trạng tăng huyết áp kèm theo tiểu đường thì hai cái yếu tố nguy cơ đó càng nhân đôi, càng gia tăng hơn nữa, dẫn đến tình trạng hậu quả nghiêm trọng nhất, đó là vấn đề đột quỵ. Mà chúng ta biết rồi, đột quỵ thì dẫn đến một cái hậu quả tử vong và tàn phế rất là cao. Và cái vấn đề bệnh tiểu đường nó cũng là một trong những yếu tố, một mình nó thôi nó cũng đã dẫn đến tăng cái nguy cơ đột quỵ rồi, chứ không bắt buộc phải kèm theo cái bệnh tăng huyết áp. Thì chỉ yếu tố riêng lẻ thôi là đã dẫn đến cái vấn đề đột quỵ, nghĩa là có thể nguy cơ nhân 3 lên. Đối với những người mà không bị tiểu đường thì cái nguy cơ đột quỵ có thể tăng gấp 3 lần so với những người khỏe mạnh.
Dạ, xin được cảm ơn những thông tin mà bác sĩ Trần Chí Cường đã gửi đến cho khán giả của chương trình ngày hôm nay. Và Ngọc Hương nghĩ rằng với những thông tin này thì chúng ta đã biết cách có những kiến thức khoa học để đối với những ai mà bị tăng huyết áp hay là tiểu đường, đừng để hai cái bệnh này tăng cái nguy cơ làm cho chúng ta bị đột quỵ. Và thưa quý vị, thời lượng phát sóng của chương trình xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chương trình do Cổng Thông tin Tư vấn Sức khỏe Alo Bác sĩ thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Natto Enzyme Dược Hậu Giang. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.